iRuby tinh hoa đá quý. À, vâng, xin chào anh chị. Hôm nay thì chúng tôi vừa hoàn thành xong cái chứng nhận này cho một anh khách hàng ở bên Đài Loan. Anh là anh Phạm Văn Văn. Trước đây thì anh cũng đã đặt chúng tôi một cái sản phẩm mà nhẫn nam mẫu doanh nhân này rồi. Nhưng mà hôm nay thì anh muốn nâng cấp cái chứng nhận của anh lên thành một cái viên đá màu đỏ đẹp hơn và size cũng to hơn. Ngày xưa thì anh đặt chúng tôi một cái mẫu doanh nhân này nhưng nó nhỏ hơn, màu thì nó không được đẹp bằng. Chúng ta sẽ đi vào cái viên đá này, mình sẽ giới thiệu. Viên đá chủ là ruby của Lục Yên tự nhiên 100% nguyên bản. Viên đá này có trọng lượng là 9,8 carat, gần 10 carat. Với hình khối thì là cân đối, màu đều, bề mặt là mịn lành, không có cam phèn hay là dạng vỡ thô. Và chất viên đá này nó là chất bán trong, chất nó có độ ngọc chứ nó không phải là chất kính anh chị nhé. Cái viên đá này thì là màu đẹp, nó thuộc vào gam màu cuối nước 1, cũng là thuộc gam màu đỏ huyết, nhưng mà nó là chất bán trong. Cái viên đá này thì nó là cái hình oval, nhưng mà nó hơi oval cushion nên nó rất là đẹp, nó sang. Được chúng tôi thiết kế là vàng vàng 18K. Chúng tôi đã khắc đầy đủ các cái thông số thông tin ở trong chiếc nhẫn này rồi. Trọng lượng vàng là 3,14 chỉ và vàng 18K. Và chúng tôi có logo đầy đủ rắc lòng ở bên trong chiếc nhẫn này. Tôi xin phép anh là ướm lên tay một chút như này để mọi người hình dung này. Thì chúng ta có thể đeo nguyên nhẫn thôi hoặc là đeo với đồng hồ. Cái màu vàng này thì chúng ta sẽ hợp với đồng hồ màu vàng anh chị nhé. Đồng hồ màu vàng, mặt vàng hoặc là dây vàng thì nó sẽ hợp hơn. Còn nếu mà đồng hồ màu trắng thì chúng ta nên thiết kế chiếc nhẫn màu trắng thì nó sẽ theo cái đồng bộ của phụ kiện sẽ đẹp hơn. Viên đá này thì được cái hình khối, hình dáng nó rất là cân đối, khối cao, đẹp. Về cái mẫu doanh nhân của chúng tôi thì rất là nhiều anh em là yêu thích cái mẫu này. Từ trước đến giờ là cái mẫu này thuộc là cái mẫu best seller của chúng tôi. Và gần đây chúng tôi cũng có cải tiến một số các cái mẫu nữa và thiết kế thêm một số mẫu nữa cũng trơn, đơn giản, khá là đẹp, cũng là thuộc dòng mẫu doanh nhân. Thường thì cái mẫu doanh nhân của chúng tôi thì nó sẽ có hình khối, một là hình kiểu vuông vức như này, rất là khỏe khoắn. Hai là chúng tôi làm theo cái hình oval cushion, nó hơi vuông mà nó hơi tròn. Đấy, nó cũng rất đẹp. Và sẽ có các cái má nhám vàng như này. Tức là cái má của chiếc nhẫn này là sẽ nhám vàng, không bóng quá. Nhiều anh chị là không thích là những cái chiếc nhẫn của mình nó bóng bẩy quá. Nó sẽ có một cái số cái điểm nhấn, điểm bóng ở xung quanh này thôi. Nhám vàng thì chúng ta sẽ có cái cảm nhận là nó không bị gọi là nổi trội quá, không bị là nổi bật quá, nhưng mà nó vẫn mang một cái chất rất là riêng, rất là đẹp. Chúng ta xét về tổng giá trị cho cái chiếc nhẫn này, tôi để cho anh Văn cái viên đá này khoảng tầm hơn 30 triệu cộng với tiền vàng khoảng hơn 20 triệu nữa. Vàng bây giờ thì giá nó cao nên là mẫu vàng chúng ta cũng phải làm hết tầm khoảng trên dưới 20 triệu tiền vàng rồi. Trị giá cho cái chiếc nhẫn này là khoảng hơn 50 triệu mọi người nhé. Hơn 50 triệu chúng ta có thể sở hữu một cái chiếc nhẫn nam rất là ok rồi, khá là tương đối, khá là đẹp và cũng vừa phải, không to không nhỏ anh chị nhé. Những cái size đá chúng tôi chọn thì nó chỉ rơi khoảng vừa phải để anh chị chúng ta mà lên nhẫn nó sẽ lên cái form nó đẹp. Với chúng tôi trên 20-30k là thiết kế nhẫn là cũng hơi khó. Chúng tôi cũng có những cái mẫu nhẫn cho những cái size to đấy, nhưng mà thường thì tôi sẽ thấy là những cái viên đá tầm như này nó vừa phải hơn, nó cũng đẹp. Và giấy tờ của cái chiếc nhẫn này đi kèm theo thì chúng tôi đã làm đầy đủ cho anh rồi. Ở đây thì là có kiểm định về đảm bảo là tự nhiên 100% viên đá này, có thông số đầy đủ, màu đỏ bán trong, màu oval. Còn đây là hóa đơn này, còn đây là cái phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành này thì chúng tôi sẽ ghi đầy đủ thông tin cũng như là nội dung bảo hành trọn đời cho anh chị nhé. Màu sắc và chất lượng. Và trong chiều ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi sang bên Đài Loan cho anh Văn. Những anh chị mà yêu thích cái mẫu doanh nhân như này thì có thể là liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình hoặc là vào website iruby.vn để chúng ta tham khảo thêm. Chúng tôi có rất là nhiều cái viên đá tương tự như này với trị giá từ 20-30 triệu, 50 cho đến hơn 100 triệu tùy phân khúc của mọi người. Anh chị mà thích ở cái khoảng giá nào thì chúng tôi sẽ tư vấn cái khoảng giá đấy cho anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào.